Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3 tháng 11 đã công bố đoạn video và cho biết quân đội Nga đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine bằng 900 quả bom, phóng khoảng 30 tên lửa và triển khai gần 500 máy bay không người lái UAV. Hầu hết các cuộc tấn công này đều nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh nhu cầu của Kiev về các loại vũ khí tầm xa, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Nga trong việc nhập khẩu linh kiện quan trọng để sản xuất máy bay không người lái và tên lửa, đặc biệt là vi điện tử. Được biết, trước đó, không quân Ukraine xác định, trong đêm ngày 2, sáng ngày 3 tháng 11, quân đội Nga đã phóng 96 UAV tấn công và một tên lửa không đối đất KH-59 vào Ukraine. Theo đó, tên lửa đã được phóng từ Kursk và các máy bay không người lái đã được phóng từ Bryansk Kosker của Nga. Đến 9 giờ sáng ngày 3 tháng 11, một tên lửa không đối đất KH59 và 66 UAV đã bị bắn hạ ở Kiev, Sumy, Jitomir, Cherkasy, Chernihiv, Kirovohrad, Poltava, Dnipropetrovsk và Kharkiv. 27 máy bay không người lái khác biến mất khỏi màn hình radar và một chiếc bay về phía Belarus. Tờ The Guardian của Anh cho biết các đơn vị Nga đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2022, trong khi khu vực phía nam của tiền tuyến Ukraine sắp sụp đổ. Thị trưởng quân sự dân sự Kupiansk, ông Andrei Besedin, mô tả tình hình ở khu vực này là nguy cấp và cho biết khoảng 1.400 người vẫn chưa sơ tán khỏi đây khi quân đội Nga đang áp sát. Tờ báo nhấn mạnh, kể từ đầu tháng 10, tình hình ở Kupiansk đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể đối với các lực lượng Ukraine. Các binh sĩ Ukraine nói với tờ The Guardian rằng lực lượng Nga đang áp đảo về cả pháo binh, thiết bị quân sự và nhân sự. Tại Kupiansk, những người lính Ukraine cho biết điều kiện ở tiền tuyến rất khắc nghiệt. Ông Oleksandr Isaev, một công binh 59 tuổi cho biết, Chúng tôi không có đủ đạn để bắn. Họ bắn 10 quả đạn pháo, trong khi chúng tôi chỉ bắn một quả với quá ít vũ khí thông thường. Ukraine đang nỗ lực giữ phòng tuyến bằng thiết bị bay không người lái. Một người điều khiển thiết bị bay không người lái của lữ đoàn tấn công số 3 cho biết, tình hình ở bờ trái rất căng thẳng. Người này cho biết thêm, Nga liên tục tấn công các vị trí của Ukraine và nói rằng giao tranh diễn ra ở khắp mọi nơi. Đôi khi họ thành công, đôi khi thì không. Không có nơi nào chiến đấu dễ dàng. Nga có nguồn lực khổng lồ. Kupiansk có tầm quan trọng về mặt chiến lược và là một trung tâm đường sắt quan trọng. Từ Kupyansk có một con đường dẫn về phía nam đến thị trấn Izium và thành phố Sloviansk. Một con đường khác dẫn đến Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Về phía bắc Kupyansk là tỉnh Begorod của Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 11 cho biết, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Tây của nước này đã đẩy lùi 5 đợt phản công của Ukraine trong ngày. Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Tây đã tấn công binh sĩ và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 30, 60, 63, 92 và 116 và lữ đoàn xung kích số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine. Năm đợt phản công của các đội xung kích từ các lữ đoàn cơ giới số 14 và 44 và lữ đoàn xe tăng số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã bị đẩy lùi. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ rất quan ngại về thông tin lính Triều Tiên đã được đưa đến Nga và khả năng họ được triển khai đến khu vực chiến sự ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cần tránh bất kỳ sự quốc tế hóa nào trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thư ký rất quan ngại về các báo cáo lính Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được triển khai tới Liên bang Nga, gồm cả khả năng triển khai những người này đến khu vực xung đột. Ông Stefan Jurajic, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thuật lại. Lực lượng tình báo Mỹ thông tin các binh lính Triều Tiên đã tiến đến vùng Kursk của Nga, vùng biên giới giáp với Ukraine. Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng rút quân. Hôm 31 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho rằng khoảng 10.000 binh lính Triều Tiên hiện có mặt ở Nga, trong đó có 8.000 quân được đưa tới vùng Kursk. Ông đánh giá lính Triều Tiên có thể được triển khai chống lại lực lượng Ukraine trong những ngày tới. Trong tuyên bố ngày 3 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lo ngại việc triển khai như vậy sẽ là bước leo thang rất nguy hiểm cuộc chiến ở Ukraine. Mọi thứ phải được thực hiện để tránh bất kỳ sự quốc tế hóa nào cuộc xung đột này, ông Guterres nhấn mạnh, đồng thời tiếp tục kêu gọi cần những nỗ lực có ý nghĩa để chấm dứt xung đột. Hiện Nga không phủ nhận việc binh lính Triều Tiên có mặt tại nước này. Trong chuyến thăm Nga hôm 1 tháng 11, Ngoại trưởng Triều Tiên Choi Son Hui nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng Bình Nhưỡng sẽ ủng hộ mạnh mẽ và hỗ trợ quân đội Nga cho đến khi Moscow chiến thắng ở Ukraine. Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 3 tháng 11, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng quân đội Nga và Triều Tiên cùng chiến đấu ở Ukraine rất có thể sẽ gặp vấn đề khi phối hợp với nhau trên tuyến đầu vì trước đây họ chưa từng tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung. Lực lượng Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gần như chắc chắn sẽ gặp khó khăn về tương tác, vì trước đây họ chưa từng tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung. Bộ Quốc phòng Anh viết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 3 tháng 11. Tình báo Ukraine, Hàn Quốc và phương Tây nói rằng Triều Tiên đã đưa từ 10.000 đến 12.000 binh lính đến Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột với Kiev. Tuần trước, Mỹ nói rằng có khoảng 8.000 binh lính Triều Tiên đang hiện diện ở khu vực gần biên giới Ukraine. Chúng tôi vẫn chưa thấy những binh lính đó được triển khai để chiến đấu với Ukraine, nhưng điều đó có thể xảy ra trong những ngày tới. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken phát biểu trong cuộc họp báo chung với bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và hai quan chức đồng cấp Hàn Quốc. Phương Tây gọi đây là sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài dai dẳng gần 3 năm qua. Tuần trước, ngoại trưởng Triều Tiên Choi Son Hui cho rằng Nga sẽ giành được chiến thắng to lớn trong cuộc chiến tranh thiêng liêng nhằm bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích an ninh. "Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các đồng chí Nga cho đến ngày chiến thắng", bà nói. Các chuyên gia phương Tây cho rằng, binh lính Triều Tiên quen sống trong môi trường cách biệt với bên ngoài, nên có thể gặp vấn đề về giao tiếp và phối hợp với lực lượng Nga. Tuần báo Design của Đức đưa tin, Nga và Ukraine được cho là đang tổ chức những cuộc đàm phán bí mật để thương lượng về các điều khoản nhượng bộ lẫn nhau. Những cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các biện pháp khả thi nhằm ngăn chặn các vụ tấn công vào cơ sở năng lượng, trao đổi tù binh, trao trả trẻ em Ukraine và khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Đại diện cho biết những cuộc gặp như vậy được cho là diễn ra với sự tham gia của các cố vấn chính trị của cả hai nước nhằm thương thảo về những thỏa hiệp tiềm tàng. Những cuộc đàm phán đã diễn ra ở các thành phố như Copenhagen của Đan Mạch, Kiev của Ukraine. Davos của Thụy Sĩ và Jeddah của Saudi Arabia. Nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển G7 và Trung Quốc đang theo dõi sát sao những diễn biến đó. Cũng theo Daizen, vấn đề hiện nay không phải là khả năng khởi động tiến trình hòa đàm, mà là thời điểm và phương thức tổ chức những cuộc đàm phán này. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 3 tháng 11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng giải pháp công bằng cho cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev chỉ có thể dựa trên việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Theo đài RT của Nga, Ngoại trưởng Fidan đã đưa ra những phát biểu này trong một cuộc phỏng vấn hôm 3 tháng 11. Ông Fidan lưu ý với tư cách là một người bạn, Ankara phải nói thẳng thắn rằng Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ đặc biệt với mỗi nước bên trong cuộc xung đột và sẵn sàng lắng nghe cả Moscow và Kiev. Giải pháp công bằng cho cuộc chiến phải dựa trên toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, ông Fidan khẳng định. Ankara từ lâu đã ủng hộ Kiev trong việc kiên quyết giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ được quốc tế công nhận, bao gồm cả Crimea, khu vực đã tách khỏi Ukraine và sát nhập vào Nga qua cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Quan điểm này hoàn toàn trái ngược với lập trường của Moscow. Giới chức Nga liên tục tuyên bố bất kỳ giải pháp tiềm năng nào cho cuộc xung đột đều phải thừa nhận thực tế trên thực địa. Moscow cũng khẳng định chủ quyền đối với Crimea, cùng với các khu vực như Kherson và Zaporizhia trước đây thuộc Ukraine, cũng như Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk là không thể tránh cãi. Bốn khu vực này đã sáp nhập vào Nga vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý tại các vùng lãnh thổ tương ứng. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã nỗ lực trở thành bên trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev. Nước này đã tổ chức các cuộc đàm phán ở Istanbul vào đầu xung đột và nhiều lần cho thấy sự sẵn sàng đóng vai trò là bên trung gian trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào trong tương lai. Tuy nhiên, gần đây Moscow ám chỉ rằng Ankara đã mất đi vị thế là bên trung gian tiềm năng. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói với một tờ báo rằng ông nhận thấy cách tiếp cận của Ankara là khó hiểu khi đề cập đến dòng vũ khí liên tục từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Ukraine. Đáng tiếc là Ankara vẫn tiếp tục hợp tác quân sự kỹ thuật với Kiev. Ông Lavrov nói và cáo buộc vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ đang được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để tấn công binh sĩ và người dân Nga Nhà ngoại giao hàng đầu này cũng nói thêm rằng, bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ không thành công trong các nỗ lực hòa giải, vì Kiev và những người ủng hộ nước này không tỏ ra sẵn sàng đàm phán. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách duy trì thế cân bằng giữa hai bên. Một mặt, Ankara ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và cung cấp nhiều loại vũ khí như thiết bị bay không người lái, súng máy hạng nặng, tên lửa dẫn đường laser hệ thống tác chiến điện tử và xe bọc thép mặt khác thổ nhĩ kỳ tăng cường hợp tác năng lượng với nga và phản đối các lệnh trừng phạt của phương tây nhằm vào moscow